Trong ngày 14 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng yêu thích công nghệ đã có cơ hội trải nghiệm những sáng tạo về hình ảnh kỹ thuật số của nước Pháp trong khuôn khổ Ngày hội sáng tạo 2020. Những bộ phim hình thức thực tế ảo tăng cường cũng như ứng dụng scan chuyển động đã được giới thiệu, mở ra cách thức hình thức hình ảnh mới đến với công chúng. Ngày hội công nghệ hình ảnh Pháp mở cửa miễn phí cho công chúng, nhiều khu vực được trải đều với hình thức trải nghiệm khác nhau. Hai bộ phim được thiết kế theo thể thức thực tế ảo tăng cường là Chuyến du hành của Thomas Best và âm 22,7 độ C, giúp người yêu phim ảnh được tiếp cận nghệ thuật thứ bảy với nhiều giác quan. Đồng thời trải khắp khu vực ngày hội là những bức ảnh giao lưu thực tế ảo, tích hợp scan 3D để các nhân vật như sống dậy khi người dùng tương tác bằng điện thoại thông minh. Chúng tôi tự hào Pháp hiện có những công nghệ về hình ảnh kỹ thuật số tiên tiến. Trong top 10 đại học hàng đầu lĩnh vực này thì Pháp hiện đứng thứ tư. Chúng tôi hy vọng mở ra ngày hội vừa để giới thiệu đến những ai yêu mến công nghệ, đồng thời giới thiệu ngành học này đến sinh viên để họ chuẩn bị nộp hồ sơ nếu cảm thấy muốn theo đuổi nó. Cũng trong khuôn khổ Ngày hội sáng tạo Pháp lần thứ 3 năm 2020, Liên hoan phim hoạt hình Panam Anim cũng vừa được khai mạc. Chương trình giới thiệu 14 bộ phim ngắn đặc sắc do sinh viên các trường đào tạo sản xuất phim hoạt hình Pháp thực hiện gần đây. Nhưng kỹ thuật hình ảnh số hiện đại áp dụng để sản xuất 14 tác phẩm này cũng là cơ hội để nhà sáng tạo Việt Nam tiếp thu, ứng dụng linh hoạt cho những sản phẩm của riêng mình.